Ông Emerson được tặng rất nhiều huân huy chương và có nhiều thành tích trong công tác. Và với những thành tích đó thì đáng lẽ bị cáo phải là tấm gương đạo đức về sự trung thực và tận tâm phục vụ cho đất nước và cho nhân dân. Nhưng vì hám lợi vật chất, bị cáo đã tha hóa bản thân và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại uy tín đến các cán bộ chân chính. Dù trong quá trình điều tra thì bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, nhưng khi ra tòa thì bị cáo tự mình phủ nhận, rồi lại thừa nhận một phần. Điều đó cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn hay là hối hận. Bị cáo Lê Nam Trà được Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ đáng kể hình phạt. Với bị cáo Lê Nam Trà, là cựu chủ tịch của Mobifone, nhận thức rõ tài chính của ABG rất yếu kém, nợ vay lớn, kinh doanh thì đang thua lỗ, và việc thực hiện dự án phải tuân theo luật. Nhưng thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, bị cáo cùng với Cao Duy Hải chỉ đạo cấp dưới lập dự án trình Bộ Thông tin và Truyền thông để phê duyệt. Và sau đó thì ông Trà là người ký hợp đồng chuyển nhượng theo chỉ đạo của ông Son và được ông Phạm Nhật Vũ đưa cho 2,5 triệu đô la Mỹ. Qua quá trình điều tra và tại tòa thì bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Và đối với tội vi phạm quy định của nhà nước về đầu tư công, bị cáo cùng lãnh đạo Mobifone khắc phục thiệt hại nên cần áp dụng mức án dưới khung hình phạt. Và về tội nhận hối lộ thì bị cáo nhận được số tiền đặc biệt lớn và lẽ ra sẽ phải xử mức ở cao nhất của khung hình phạt. Tuy nhiên thì bị cáo viết đơn tự thú trước khi bị khởi tố và nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận và có nhiều thành tích xuất sắc nên cần giảm nhẹ đáng kể khung hình phạt. Đề nghị áp dụng triệt để nguyên tắc xử lý khoan hồng đối với bị cáo Phạm Nhật Vũ. Còn đối với bị cáo Phạm Nhật Vũ, sau khi đạt được mục đích bán ABG cao hơn giá trị thực tế nhiều lần thì đã đưa 3 triệu đô la Mỹ cho Nguyễn Bắc Son, 2,5 triệu đô la Mỹ cho Lê Nam Trà, 200.000 đô la Mỹ cho ông Trương Minh Tuấn và ông Cao Duy Hải là 500.000 đô la Mỹ. Và trước khi khởi tố vụ án thì ông Vũ đã chủ động khắc phục toàn bộ thiệt hại và các chi phí phát sinh, tự thú về hành vi đưa hối lộ, tích cực cung cấp các tài liệu để cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo khác. Và trong quá trình điều tra thì Phạm Nhật Vũ đã ăn năn, hối lỗi, tích cực phối hợp. Ngoài ra thì bị cáo có nhiều hoạt động từ thiện, đóng góp cho hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam nên cần áp dụng triệt để quy định về nguyên tắc xử lý khoan hồng đối với người phạm tội để giảm nhẹ đáng kể hình phạt. Viện Kiểm sát, ông Tuấn là người bắt buộc phải ký. Với bị cáo Trương Minh Tuấn thì Viện Kiểm sát xác định cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là người ký một số văn bản và báo cáo liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Trên cơ sở thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son, việc ông Tuấn ký là thụ động và bắt buộc phải ký. Và sau khi hoàn thành xong dự án thì ông Phạm Nhật Vũ đã đến phòng làm việc đưa cho ông Trương Minh Tuấn 200.000 đô la Mỹ. Bị cáo nhận thức được việc ông Vũ đưa tiền vì ông có tham gia dự án. Và số tiền này thì ông Tuấn đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Và trong quá trình điều tra thì bị cáo đã có đơn xin nộp lại hết số tiền chiếm đoạt bất hợp pháp. Ngoài ra thì gia đình bị cáo cũng tự nguyện nộp thêm 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát nhận thấy trong quá trình tố tụng thì bị cáo đã nhận thức và chủ động tích cực khai báo. Đồng thời thì ông Tuấn cũng tích cực khắc phục hậu quả. Bị cáo có nhiều thành tích trong công tác. Và trong vụ án thì bị cáo là người nhận ít tiền nhất và có đơn tự thú và tác động của gia đình khắc phục số tiền chiếm đoạt. Do đó thì Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt đáng kể cho bị cáo ở cả hai tội danh. Ông Cao Duy Hải viết đơn tự thú trước khi bị khởi tố bổ sung. Đối với Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc của Mobifone, thực hiện chỉ đạo của Lê Nam Trà, bị cáo đã ký các quyết định thành lập các tổ công tác và văn bản có liên quan đến lập dự án. Và sau khi thương vụ này thành công thì ông Hải đã nhận số tiền 500.000 đô la Mỹ từ Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên thì khi bị cáo về công tác tại Mobifone thì dự án đã được triển khai. Bị cáo đã có những băn khoăn về việc thực hiện mua AVG nhưng phải làm theo chỉ đạo của cấp trên. Và sau đó thì ông Hải đã từ chối ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG và chủ động tích cực tham gia khắc phục hậu quả vụ án, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Và đối với tội nhận hối lộ thì bị cáo Hải được nhận số tiền ít nhất thứ hai và viết đơn tự thú trước khi bị khởi tố bổ sung. Do vậy thì xem xét giảm nhẹ đáng kể hình phạt. Ông Nguyễn Bắc Son hứa khắc phục 3 triệu đô la Mỹ tiền nhận hối lộ. Ông Nguyễn Bắc Son nói những ngày qua ông đã nói chuyện với vợ và con gái
về việc giúp ông khắc phục số tiền 3 triệu đô la Mỹ đã chiếm đoạt. Và chiều ngày 20 tháng 12, thì bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cầm tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, ngồi ghế để trình bày quan điểm tự bào chữa của mình. Ông Son khẳng định không chỉ đạo cấp dưới. Trong phần luận tội sáng cùng ngày, thì đại diện viện kiểm sát đề nghị ông Son từ 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tử hình về tội nhận hối lộ. Và hình phạt chung thì viện kiểm sát nhân dân đề nghị hội đồng xét xử tuyên với ông Son là tử hình. Và trước khi mở lời quan điểm cá nhân, thì ông Son giải bày đây là vụ án diễn ra từ nhiệm kỳ trước. Và bản thân ông cũng như một số người ở đây sẽ có lúc nhớ, có lúc quên. Cho nên quá trình điều tra sẽ có người nói đúng sự thật, nhưng có thể có người khai chưa chính xác vì yếu tố chủ quan và khách quan nào đó, ông Son nói. Bị cáo trình bày những lời phát biểu của ông có thể nhạy cảm bởi nó liên quan đến một số người từng là đồng chí, đồng nghiệp và cả người từng là cấp dưới của ông. Tôi mong tòa và viện kiểm sát căn cứ các tài liệu để xác minh, thẩm định và đối chiếu với phát biểu để đánh giá sự thật khách quan, ông Son trình bày. Ông Nguyễn Bắc Son cũng hoàn toàn nhất trí việc viện kiểm sát truy tố ông với hai tội danh. Ông cho rằng như vậy là đúng người và đúng tội. Còn về các chi tiết cụ thể để xem xét giảm nhẹ hình phạt, ông Son xin trình bày bằng các chứng cứ để tòa và viện kiểm sát có điều kiện xem xét. Và nếu tôi chứng minh được ở điều 220 là tôi đúng, thì cũng không có tác dụng gì nhiều, vì nó chỉ có tác dụng để cho tôi thanh thản ở hình phạt của điều 354, ông Son nói. Và tiếp tục báo chữa thì ông Son đề cập đến nội dung cáo trạng quy kết ông đã giới thiệu AVG và định hướng cho Nê Nam Trà là cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone mua cổ phần AVG và cáo buộc ông chủ mưu vụ án. Ông cho rằng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh nên Mobifone đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép được đầu tư sử dụng truyền hình bằng cách mua một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình đã có sẵn. Và trên cơ sở đó thì đề xuất của Mobifone ông thấy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị này nên đã ký đồng ý để chuyển vụ quản lý doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất. Đây là đề nghị mở và không phải đề xuất cho mua hay là không mua, ông Son trần tình. Và phân tích trong công văn đề xuất gửi bộ thì Mobifone nói họ đã chuẩn bị đầy đủ nên mới đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép đơn vị này tham gia lĩnh vực truyền hình. Ông Son cho rằng bản thân không đề nghị Mobifone tham gia lĩnh vực truyền hình, mà nó là đề xuất xuất phát từ chính đơn vị này. Ngoài ra, sau khi nhận được công văn xin ý kiến của Mobifone, thì ông cũng không chỉ đạo vụ quản lý doanh nghiệp chuẩn bị thủ tục cho Mobifone tham gia như bản cáo trạng đã nêu. Ông Son mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Và trước khi kết thúc hơn 1 giờ trình bày quan điểm để gỡ tội, thì ông Son nói trong những ngày qua, ông đã nói chuyện với vợ và con gái về việc giúp ông khắc phục số tiền đã chiếm đoạt. Trong những ngày tới thì gia đình tôi sẽ cố gắng khắc phục, cựu bộ trưởng nói. Và ông cũng bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Với niềm tin của bản thân thì tôi mạnh dạn trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án. Rất mong quý tòa cho đối chiếu, đánh giá lại các tình tiết đó, ông Son cầm micro nói. Và nói bản thân là người có vị trí cao nhất và đứng đầu vụ án, thì ông Son xin quý tòa xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải. Bởi đây là những người từng là cấp dưới của tôi. Họ đã rất tâm huyết với ngành nghề, với công việc. Ông Son đang dễ bày nhưng thẩm phán ngắt lời do bị cáo đã trình bày nội dung này trước đó. Và đối với hai bị cáo Phan Thị Mai Hoa, Hồ Tuấn và các cựu phó tổng giám đốc của Mobifone cùng hầu tòa, thì ông Nguyễn Bắc Son mong hội đồng xét xử cho họ được hưởng án treo. Không dám làm trái ý chủ tịch hội đồng thành viên. Trước đó thì bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, cựu phó tổng giám đốc của Mobifone, dành hơn nửa giờ để tự bào chữa. Ông Nguyên cho rằng đại diện viện kiểm sát đề nghị ông mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù là quá nặng. Bị cáo lý giải khi còn đương chức, ông nhận được rất ít thông tin về dự án Mobifone mua cổ phần của AVG. Và khi biết dự án sắp được ký kết thì ông Nguyên đã cố gắng đóng góp ý kiến sắc đáng nhất để có cái nhìn rõ ràng và cẩn trọng về dự án này. Ông còn đề xuất việc từ chối thanh toán 5% còn lại cho AVG. Nhưng tôi không hiểu tại sao chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc vẫn chỉnh giá mua đó lên Bộ Thông tin và Truyền thông, bị cáo này trình bày.
Và tiếp tục bào chữa thì cựu phó tổng giám đốc của Mobifone nói rằng bản thân bị trù dập khi có ý kiến phản đối việc trả nốt tiền cho AVG. Và ít có người nào dám làm trái ý chủ tịch hội đồng thành viên vì việc phản đối thanh toán 5% cho AVG, nên ông đã bị ông Lê Nam Trà liên tiếp chỉ đạo ban tổng giám đốc kỷ luật tôi, bị cáo Nguyên trần tình. Và cũng dành nhiều thời gian để tự bào chữa, bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc của Mobifone, lần thứ hai bật khóc khi tự bào chữa. Và trước đó thì đại diện viện kiểm sát đề nghị bà này 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Và sau khi nghe xong bản luận tội của viện kiểm sát thì ai cũng choáng váng. Nữ bị cáo nghẹn ngào và nói trong số những người bị cáo buộc ở vụ án này thì không ai có mong muốn có ngày hôm nay. Và theo lời tự bào chữa thì bà Phương Anh nói rằng bản thân sinh ra ở một vùng quê rất nghèo, ra Hà Nội bám trụ nhưng phải đứng tại đây với tư cách là bị cáo. Và nữ cựu sếp của Mobifone thừa nhận bà biết mình có sai phạm kể từ khi cơ quan thanh tra chỉ ra các vi phạm trong thương vụ mua bán cổ phần. Và nói rằng bản thân mong được sự bao dung của các cơ quan tố tụng, thì nữ bị cáo xin hội đồng xét xử cho bà cơ hội sửa chữa sai lầm đã xảy ra. Hôm nay là cái sai đầu tiên từ thuở thơ ấu, đau xót quá. Bà Phương bật khóc và nhắc lại mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để bà và các bị cáo được làm công dân có ích cho xã hội và có cơ hội báo hiếu với cha mẹ và dạy bảo con cái. Sáng mai ngày 21 tháng 12 thì hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên làm việc.